Ta bị nhốt trong tiểu thuyết của mình viết. Rất tiếc, cô lại thất bại. Sao lại thất bại tiếp? Ta nhấn mạnh lần nữa, cô nhất định phải khiến phản diện Tiêu Kỳ Chi yêu cô hoặc chết vì cô. Từ bỏ hoặc nhiệm vụ thất bại, cô sẽ bị giam trong thế giới tiểu thuyết vĩnh viễn. Xuyên sách lập tức bắt đầu lại. Lần này, ký chủ của cô là Cẩm Vân thuộc phe hoàng hậu, được cài bên cạnh Tiêu Kỳ Chi. Cũng là kẻ cầm đầu ngược đãi hắn. Cái gì? Thân phận này ngươi bảo ta cảm hóa thế nào? Cô sao thế? Hôm nay chấm dứt ở đây đi, chẳng phải cô nói đánh chết hắn sao? Dù sao hắn cũng là hoàng tử, dạy dỗ cũng được, nếu để hắn chết, cũng khó mà giải thích. Ai, đi thôi đi thôi, đi thôi. Ngươi không sao chứ? Giả vờ giả vịt, khiến người ta buồn nôn. Cứng đầu quá. Sao ta lại viết tên phản diện như ngươi? Đau đau đau. Đau. Ta đang bôi thuốc cho ngươi. Để ta băng bó cho ngươi đi. Không thì cơ thể ngươi coi như bỏ. Như thế thì đúng ý cô rồi. Cô ngược đãi ta ít làm sao? Sau này không thế nữa. Cái gì? Không có gì, đau không? Ta phải nghĩ cách dỗ dành hắn. Cho ngươi cái này. Cảm thấy đau thì ăn một viên kẹo, sẽ không thấy đau lắm. Ta đi hái thuốc cho ngươi để tránh thái y viện lại cất thuốc của ngươi, chờ ta về nhé. Tô Cẩm Vân, rốt cuộc cô muốn làm gì? Ồ, đây chẳng phải lục hoàng tử mù của chúng ta sao? Đựng cái gì gì trong hộp thế? Lục hoàng tử của chúng ta thì có cái gì? Ta nghĩ, hắn đang muốn cung tế người mẹ cung nữ thấp hèn của mình đấy. Này, cứu ta. Mặc kệ, chờ đã. Mỹ Nam bị thương sau hoàng cung. Lẽ nào hắn là, ngươi là Tiêu Diên, con trai của Tề Hoàng hậu, ta cầm máu cho ngươi, như vậy ngươi có thể chống đỡ một chút, sẽ có người đến cứu ngươi. Rốt cuộc cô là ai? Tóm lại, cuộc sống khổ cực của ngươi qua, phúc của ngươi ở phía sau. Ta nhớ trong nguyên tắc, lát nữa nữ chính Trương Sơ Nhiễm sẽ cứu hắn đi. Hy vọng sự xuất hiện của mình không ảnh hưởng gì. Chắc là sẽ không. Này, đi đâu thế? Đi đâu thế, hoàng tử mù? Ngươi cung tế hả? Cung tế hả? Lục điện hạ. Còn ngây ra làm gì? Không mau đi đi. Ngươi không sao chứ? Vì sao cô lại giúp ta? Ngươi cứ coi như ta rảnh đi. Đi, ta đưa ngươi đi cúng mẹ. Chắc là tình cảm của ngươi và mẹ ngươi rất tốt. Ừm, nhưng ta chưa bao giờ biết mặt bà ấy. Mắt ngươi nhất định sẽ khỏi. Sao cô quả quyết thế? Ừm, đôi mắt đẹp như thế, không thấy thì tiếc lắm. Ông trời cũng sẽ không nhẫn tâm. Ta bảo đảm, trong vòng 2 năm ngươi sẽ thấy ánh sáng. Ông trời, ông ta có mắt sao? Ai ở đó? Mau đi theo ta. Xịt, đừng lên tiếng. Người đâu? Các ngươi có thấy không? Không có. Đi, qua kia xem thử. Lục soát kỹ cho ta. Đi rồi trời ạ. Dọa chết ta mất. Cô biết trong cung không cho bài tế, vì sao còn đưa ta đến đây? Thì ta, sợ ngươi nhớ mẹ thôi mà. Huống hồ đây là chuyện ngươi muốn làm, ta muốn giúp ngươi hoàn thành. Chỉ cần ta muốn làm, cô đều sẽ giúp ta sao? Chỉ cần ta làm được, có gì không được? Cô biết trong cung không cho bài tế, vì sao còn đưa ta đến đây? Đây là chuyện ngươi muốn làm, ta muốn giúp ngươi hoàn thành. Điện hạ, đã tìm được thần y biết thay mắt. Chờ tìm được mắt phù hợp, ngài sẽ sáng mắt. Có lẽ ta đã tìm được đôi mắt này. Điện hạ, ý của ngài là ảnh quyết mấy ngày nay giúp ta giám sát một người? Dạ.
Chờ đã. Đêm mưa sấm sét, theo như trong chuyện, lẽ nào Tiêu Kỳ Chi vẫn bị hoàng hậu phát hiện chuyện cùng Tề Sao? Làm sao đây, làm sao đây? Này, sao Cẩm cô nương lại ở đây? Đừng nói hắn nghĩ ta bán đứng hắn đấy nhé. Cứu mạng. Lần này làm sao tẩy trắng? Sao lại đánh nữa rồi? Nhân vật mẹ kế ác độc này cũng có tâm thật. Đi thôi, đi thôi. Để hắn tự quỷ ở đây đi. Ngươi không sao chứ? Như ý cô nương muốn. Ta. Cái gì? Không có gì. Cô ấy không thèm giải thích một câu nào sao? Dù sao ta cũng phải đổ vỏ rồi. Ai bảo ta là tác giả chứ? Ta đi nấu nước nóng cho ngươi. Cô thật sự không mách với hoàng hậu sao? Đương nhiên không có. Ta tội gì phải làm khó. Phản diện lục hoàng tử chứ? Thật sao? Thật, ta thề. Ta không thấy. À đúng, quên mất vụ này. Cử chỉ này không thể giả. Lẽ nào cô ấy không giống với người khác sao? Sao thế? Dầm mưa một chút đã sốt. Đúng là vô dụng. À, thật nhỉ? Cẩm Vân. Cẩm Vân. Cô ấy trông như thế nào? Hachimi, tránh ra. Mới cho mày ăn xong mà. Đến gần ta nhưng lại từ chối cho ta động chạm. Cô và họ cũng như nhau. Ta ngủ cả ngày hôm nay, cơn nước là do người lấy sao? Ăn no rồi thì uống thuốc đi, ta không muốn nợ cô. Thỉnh an lục hoàng tử. Hoàng hậu nương nương muốn gặp Cẩm Vân cô nương. Ta sao? Nô tỳ Cẩm Vân tham kiến hoàng hậu. Lui xuống đi. Trong phim hậu cung, cho người khác lui đi hết là để nói những chuyện có khả năng mất mạng. Ta đắc tội hoàng hậu khi nào? Nghe nói gần đây là ngươi chăm sóc Kỳ Nhi. Dạ, nô tỳ nhận lệnh hoàng hậu nương nương ở lãnh cung chăm sóc điện hạ. Vậy sao? Ngươi có nhớ trước lúc đi ta đã nói gì với ngươi không? Trừ mạng cho hắn là được, còn lại để hắn tự sinh tự diệt. Bia đỡ đạn cũng có thân phận giả. Lời dặn của nương nương nô tỳ không dám quên. Chẳng qua là lần trước chăm sóc hơi nặng, suýt chút khiến hắn chết. Nô tỳ mới chăm sóc lục hoàng tử một chút. Nói tiếp đi. Nuôi con gì cũng nuôi mập rồi mới ăn mà. Là người nói mà. Nếu nương nương muốn giày vò lục hoàng tử, nuôi hắn cho tốt rồi hủy hoại chẳng phải vui hơn sao? Nếu không có câu sau cùng này, ta còn tưởng ngươi đã thay đổi thành người khác. Lui xuống đi. Nhớ kỹ, đừng làm ta thất vọng nữa. Dạ. Đi đi. Cô về rồi. Ừm. Họ có làm khó cô không? Sao lại không? Chuyện ta tốt với ngươi bị hoàng hậu biết rồi. Vậy cô trả lời thế nào? Ta nói ngươi là lục hoàng tử, dù có thế nào cũng không thể lơ là. Tốt nhất sớm ngày chữa khỏi mắt ngươi. Như vậy không chừng sau này sẽ được hoàng thượng ban thưởng. Vậy sao? Đúng rồi, ta có một món quà cho ngươi. Cái này là gì? Chú đấy. Tay ngươi bị thương, đi đứng không tiện, không chừng sau này sẽ dùng đến. Còn nữa, sau này ngươi lắc chuông ta sẽ đến. Tại sao? Tại sao gì chứ? Tại sao lại ở bên ta? Bởi vì ta chỉ có thể ở bên ngươi. Cẩm Vân cô nương là người của hoàng hậu, không thể tin. Cảm thấy đau thì ăn một viên kẹo, thì không thấy đau nữa. Điện hạ, bắt đầu đi. Cơ thể cô ấy yếu, nếu miễn cưỡng thay mắt chỉ sợ. Ta bảo tiếp tục. Điện hạ, mắt mới của ngài.
Ký chủ chết, nhiệm vụ lần này lại thất bại. Chuẩn bị thân phận mới cho cô. Bắt đầu lần cảm hóa tiếp theo. Cảm ơn. Tiêu Kỳ Chi. Mẫu hậu tha tội, nhi thần đến cứu giá trễ. Mẫu hậu, hoàng hậu nương nương, người không nhận ra lục hoàng tử sao? Lẽ nào ở dưới nước quá lâu, đầu óc hỏng rồi? Ta, hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương. Đừng giả vờ nữa, ta biết cô tỉnh rồi. Ta phát hiện vừa rồi cô rất sợ Tiêu Kỳ Chi. Thật ra không cần. Người trong thế giới tiểu thuyết chỉ nhìn thấy tướng mạo vốn có của nhân vật, cho nên Tiêu Kỳ Chi không nhận ra cô. Mà này, ta thất bại thế nào vậy? Bởi vì Tiêu Kỳ Chi đã phát hiện cô là gián điệp của hoàng hậu. Cẩm Vân cô nương là người của hoàng hậu. Không thể tin, ta xui xẻo thật. Cho nên đây chính là lý do ngươi muốn ta xuyên vào hoàng hậu. Hoàng hậu ngược đãi Tiêu Kỳ Chi từ bé đến lớn. Ngươi muốn ta lấy mạng ra cảm hóa hả? Thể loại mẹ nhỏ con chồng, rất kích thích đúng không? Ngươi giỏi thì làm đi. Nương nương bớt giận. Ngươi giỏi thì làm đi. Nương nương bớt giận. Tiêu Kỳ Chi đâu? Vì Lục điện hạ cứu giá trễ, đang bị Thất điện hạ phạt roi. Đám bia đỡ đạn này lại hại ta. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Dạ. Mẫu hậu. Con chút giận cho người, đánh hắn một trận ra trò. Sao bia đỡ đạn ta viết lại tận tâm thế không biết? Mẫu hậu, cảm thấy phạt chưa đủ nhiều sao? Vậy con đánh hắn thêm vài roi. Này, khoan đã, ý của bổn cung là phải để chính tay bổn cung phạt Tiêu Kỳ Chi mới đúng. Nhưng chẳng phải mẫu hậu nói không muốn làm bẩn tay mình sao? Không tự tay phạt, hắn sẽ vĩnh viễn không ghi nhớ. Các ngươi lui xuống đi, đừng để máu bắn vào người. Dạ, mẫu hậu. Ta sai rồi. Mời ngươi đứng lên. Sao nào, ngươi muốn chết trong cung ta sau đó để phụ hoàng ngươi xử ta à? Nhi thần không dám. Đứng lên. Ngươi qua đây. Ở yên. Sao đột nhiên mẫu hậu tốt với ta thế? Dù gì ngươi cũng cứu mạng ta. Ta là người vong ơn phụ nghĩa sao? Ta thề, ta tuyệt đối là người có ơn sẽ báo. Cử chỉ này không giả được. Giờ ta là hoàng hậu, thề với hắn làm gì? Rốt cuộc cô ta là ai? Điện hạ, hoàng hậu có đối phó ngài không? Cô ta có chút kỳ lạ, ta thề. Ta tuyệt đối là người có ơn sẽ báo, nhưng không hề làm khó ta. Nữ nhân này rất ác độc, nếu không phải lúc đó đông người, thì nên để ả chết chìm. Không cần lo ngại người khác, ả ủng công cứu à? Không sao, sau này sẽ có cơ hội. Đúng rồi, thái tử điện hạ sao rồi? Thái tử tự đúc tiền đồng, lôi kéo quan viên, đã bị hoàng thượng biết được, bị nhốt vào đại lao. Bệnh tình hoàng thượng cũng trở nặng, nằm trên giường mấy ngày. Xem ra, thiên hạ sắp có biến rồi. Hoàng thượng muốn gặp ta. Dạ, mấy ngày nay tâm trạng hoàng thượng không tốt, nói muốn gặp nương nương. Hắn không bắt ta thị tẩm chứ? Điện hạ, hoàng thượng vừa gọi hoàng hậu. Vì chuyện gì? Thị tẩm. Già quá. Sớm biết thì đã viết hắn trẻ một chút. Hoàng thượng, ngài gầy rồi. Tại lâu quá rồi không gặp Yên Nhi nên chẫm mới hao gầy thế này. Lục hoàng tử cầu kiến. Cho nó vào. Thọ thần phụ hoàng sắp đến, Nhi thần đến hỏi sở thích phụ hoàng. Chuyện nhỏ này đừng phiền ta. Yên tâm, chẫm sẽ không đi bất ngờ đâu. Nhưng chấm nghĩ, sau khi chấm đi rồi không có chấm, nàng phải làm sao? Phải làm sao à?
đương nhiên là kế thừa di sản, sống vui vẻ ở hậu cung cả đời. Phì phui, hoàng thượng đừng nói bậy, thần thiếp sẽ đau lòng đấy. Nếu đã như thế, Yên Nhi tuẫn táng với chấm đi. Đáng chết, có một Tiêu Kỳ Chi ngày nào cũng muốn dơ lại thêm một tên lụy tình muốn ta tuẫn táng. Hoàng thượng nói gì thế? Thần thiếp đột nhiên nhớ ra, chưa chuẩn bị xong quà sinh thần cho hoàng thượng, thần thiếp phải đi chuẩn bị ngay. Sao lại là người, sao lại không phải ta? Đi mau, quảng cáo là mê hương Tây Vực hàng loại một mà. Sao Yên Nhi ngửi rồi không có phản ứng gì, còn chạy nhanh hơn thỏ? Không đúng, cả lão nô cũng thấy nóng gian đây này. Mẫu hậu đi vội như thế, sao nào, phụ hoàng ăn thịt người sao? Bổn cung đang vội đi chuẩn bị quà sinh thần cho phụ hoàng ngươi, ngươi thì sao, chuẩn bị xong chưa? Đúng lúc, ngày mai ngươi cùng ta đến Thượng Lâm Uyển xem thử, quyết định vậy đi. Ngươi không trả lời, ta coi như ngươi đồng ý. Sức khỏe chấm ngày càng yếu đi, không biết lúc nào sẽ cưỡi Hạc Quy Tiên. Yên Nhi đang tuổi thanh xuân, lại yêu chấm như thế, nhưng phải ở lại một mình, hay là bảo hoàng hậu tuẫn táng? Không được, sử quan mắng chấm là hôn quân thì sao? Vậy chờ khi hoàng hậu rời cung. Xong rồi, vừa rồi ta không làm lộ đấy chứ. Tiêu Kỳ Chi này khó giải quyết thật, làm thân không được, lên mặt cũng không được. Sàng lọc lại kịch bản đã. Hoàng hậu mời điện hạ xuất cung. Điện hạ, mục đích của hoàng hậu không rõ, ngài đừng đi thì hơn. Trương Sơ Nhiễm là con gái lão thần, cũng từng cứu hắn, từ đó hắn tình sâu nghĩa nặng với Trương Sơ Nhiễm. Tiệc sinh thần của hoàng thượng chính là cơ hội hai người đó gặp lại, nhưng Tiêu Diên và Trương Sơ Nhiễm tình đầu ý hợp. Vậy thì mượn cơ hội này, để Tiêu Kỳ Chi nhìn thấy tình cảm của cặp đôi chính, cho hắn hết hy vọng, như vậy hắn mới có cơ hội yêu mình. Yêu cái quần què, cách cả thế hệ. Ảnh Quyết, ngươi có tin chuyện con người chết đi, linh hồn nhập vào một người khác không? Cho dù thế nào, ta cũng phải thăm dò thực hư. Quần áo của phụ hoàng đều được may trong cung, quần áo ở đây, có khi ông ấy không thích đâu. Ai nói mua cho phụ hoàng ngươi? Như vậy thì không lạnh nữa. Cho ta sao? Ngươi giữ giúp ta. Là cô ấy. Ngươi cứ nhìn bọn họ, là người quen sao? Từng quen biết với nữ tử đó, hay là chúng ta sang đó chào hỏi đi? Không cần. Đi, chúng ta cũng đi thả đèn. Thả đèn khổng minh, lớn hơn của bọn họ, một cái to gấp đôi. Cầu nguyện đi. Cầu nguyện có tác dụng sao? Ngộ nhỡ thần tiên nào nghe thấy thì sao? Không cầu, một ngọn đèn, không thực hiện được điều ước của ta. Được rồi, ta muốn thật nhiều tiền. Còn có, tự do sao? Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi. Ngươi còn việc chưa xử lý xong sao? Khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, ta muốn ở thêm một lúc. Được, ngươi đi sớm về sớm. Ngươi trẻ tuổi, quả nhiên vẫn cố chấp. Ai? Chắc chắn là đi tìm Trương Sơ Nhiễm. Này, các ngươi không biết ta là ai đúng không? Ta là đương kim hoàng hậu, bọn ta muốn lấy đầu ngươi. Không phải chứ, mới đó đã phải chết nữa sao? Ngươi chán sống sao? Cô nương,
cô không sao chứ? Tiêu Diên, cô biết ta sao? Ta nghe Tiêu Kỳ Chi nhắc đến. Hắn nói huynh Ngọc Thụ Lâm Phong thích hành hiệp trượng nghĩa. Hôm nay được gặp, quả hắn nói huynh Ngọc Thụ Lâm Phong thích hành hiệp trượng nghĩa. Hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Cô quen biết Tiêu huynh à? Ừm, có quen. Ừm, bất kể thế nào, đa tạ công tử rút đao tương trợ. Cô nương không cần, rút đao tương trợ thôi mà. Cuộc sống khổ cực của ngươi qua, phúc của ngươi ở phía sau. Cô nương, có từng ra sau núi của hoàng cung chưa? Lẽ nào Tiêu Diên nhận ra ta sao? Sao công tử lại hỏi vậy? Xin hỏi tên cô nương là gì? Lúc nhỏ ta tên Yêu Yêu, hẹn gặp lại. Cô thật sự rất giống cô ấy. Mẫu hậu, người đau không? Không đau nữa. Có gì ăn không? Con đi lấy ngay. Nương nương, Lục hoàng tử cầu kiến. Đau quá. Ây dô. Đau quá đau quá. Ây dô, đau quá. Xin lỗi, người nên trách ta. Ngươi không cần chịu trách nhiệm, ta không có ý trách ngươi. Trước kia là ta quá khắt khe với ngươi, sau này ta sẽ muốn tìm hiểu ngươi nhiều hơn, bù đắp nhiều hơn, ta mong được sống vui vẻ. Trước khi người bị thương, ta thật sự rất vui vẻ, thật. Mẫu hậu, ngươi khiến ta thấy rất quen thuộc, rất giống một người ta từng quen. Ai? Một người từng bị ta móc mắt. Ây da ây da, đau quá. Hoàng thượng khẩu dụ, bảo các hoàng tử thanh niên đến Phật đường cầu phúc cho ngài. Lập tức khởi hành. Nương nương, các hoàng tử sắp khởi hành đến Phật đường cầu phúc, người không đi tiễn sao? Liên quan gì đến ta? Phật đường, ừm. Đó chẳng phải là nơi Tiêu Kỳ Chi bị các hoàng tử bắt nạt sao? Đây là cơ hội tốt, ta phải đi lấy lòng. Những gì ta có thể làm, chỉ có bấy nhiêu. Vài ngày nữa sẽ có tuyết, chờ ngươi xuất quan, ta sẽ đón ngươi. À, còn cái này nữa. Lúc nào thấy khổ thì lén ăn một chút. Ta không tin, như vậy còn không tán đổ ngươi. Lúc cảm thấy khổ thì lén ăn một chút. Này, cái gì đây? Thứ mà gì lục đệ nâng như thế? Trả cho ta. Là kẹo sao? Túi thơm là vật cao quý thanh nhã, sao lại đựng kẹo? Huynh không thích thì trả cho ta. À, ta hiểu rồi. Túi thơm này là của người trong lòng lục đệ tặng. Chó được nô tỳ sinh ra cũng xứng được thích ta cho người biết. Vị trí thái tử sớm muộn cũng là của ta. Đừng tưởng quỳ chung một từ đường với ta là có thể ngang hàng phải lứa với ta. Cút đi. Ngươi mà cũng muốn tranh với ta. Vài ngày nữa chắc là sẽ có tuyết, chờ ngươi xuất quan ta sẽ đi đón ngươi. Ta không nên tin cô. Cô thích nhất là nói dối. Tiêu Kỳ Chi, mẫu hậu, ta đã nói sẽ đến đón ngươi, vì sao còn đi một mình dưới trời tuyết? Ta tưởng ngươi sẽ không đến. Đúng là có chuyện cản trở. Bánh xe ngựa bị lún xuống tuyết, lôi mãi cũng không lên. Ta sợ ngươi chờ lâu nên đi bộ đến đây, kết quả dọc đường bị ngã. Một mình người đến đây, không sợ gặp thích khách sao? Sợ gì, không phải có ngươi sao? Vậy chúng ta cùng về đi. Vẫn là mùi vị trước kia. Sau khi trở về từ Phật đường, phản diện Tiêu Kỳ Chi không đến gặp ta. Ta làm gì dọa hắn rồi sao? Không đúng. Rõ ràng hôm đó thái độ hắn đối với ta đã tốt lên rất nhiều. Mẫu hậu, ai cho ta biết ta làm thế có tác dụng hay không có? Nương nương, danh sách khách hứa trong tiệc sinh thần của hoàng thượng cần người xác nhận lại. Dễ như ăn kẹo.
Kiều Kiều, Kiều Kiều, mau xoa lưng cho ta. Nhẹ thôi, mạnh lên, mạnh lên. Ngươi muốn ta đau chết à? Sao lại là ngươi? Mẫu hậu không muốn gặp ta. Sao ngươi vào không có tiếng, ta còn tưởng gì? Vừa rồi mẫu hậu bảo ta xoa mà. Ta rất nghe lời mẫu hậu. Mẫu hậu không thích sao? Không phiền ngươi nữa, ta đau lưng, muốn nghỉ ngơi. Ngươi đi đi. Nặng lắm sao? Ta không sao, ta rất ta có thể sống đến chứ. Ngươi đi ngay đi. Vậy nhi thần cáo lui. Không hổ là thể là mẹ kế con chồng. Xấu hổ quá, xấu hổ quá. Nhi thần rất nghe lời. Mẫu hậu không thích sao? Mẫu hậu không nhìn đường à? Mắt bổn cung đâu có lệch, làm sao biết người đứng đây? Lý công công, lâu rồi không gặp cô nương. Ồ, hóa ra là ai đó đến đây để gặp người thương à? Là cô. Không ngờ cô lại là hoàng hậu. Tham kiến hoàng hậu. Giữa huynh và ta không cần đa lễ, ta thích huynh như trước kia. Xem ta là bạn thôi. Mẫu hậu thân với Tiêu đại ca làm sao? Không giống gặp lần đầu. Hắn có ý gì? Lẽ nào hắn để ý việc ta nói chuyện với Tiêu Diên sao? Đúng vậy, Tiêu đại ca, trước đó huynh đã gặp hoàng hậu nương nương sao? Có gặp một lần. Trước đó ta gặp thích khách, là Tiêu Diên đã cứu mạng ta. Vậy sao? Trước đó sao không nghe mẫu hậu nhắc? Các vị lần đầu đến ngự hoa viên đúng không? Ta đưa mọi người đi dạo. Cẩn thận, có thích khách. Muội không sao chứ? Nương nương, người không sao chứ? Ta đưa người đến thái y viện. Vì sao vừa rồi không bảo vệ cô ấy? Không đến phiên huynh nói. Đừng cãi nhau nữa, chút thương tích này không chết đâu. Ngươi ở lại chăm sóc Nhiễm Nhiễm đi. Cô ta không phải mẫu hậu của ngươi, cô ta là kẻ thù của ngươi. Ngươi nên cứu, chỉ có Trương Sơ Nhiễm, Nhiễm Nhiễm duy nhất trong lòng ngươi. Nương nương có sao không? Sau này không có ai, không cần gọi nương nương. Ta đã cho huynh biết tên lúc nhỏ của ta rồi. Gọi yêu yêu là được. Yêu yêu, sao huynh vẫn ở chỗ ta? Nhiễm Nhiễm cũng giật mình. Huynh đi chăm sóc cô ấy mới đúng. Nhiễm Nhiễm không sao. Ngược lại là yêu yêu, thấy thần sắc dường như có chút mất mát. Ai? Ai bị thương mà vui nổi? Ta thật sự không sao, huynh không cần lo. Nương nương rất giống một ân nhân cũ của ta. Lẽ nào huynh ấy nhận ra ta rồi? Nhưng ta biết cô không thể nào là cô ấy. Ngay cả ta cũng không rõ liệu cô ấy có từng xuất hiện không. 2 năm trước nếu không có cô ấy, có lẽ lúc đó ta đã chết. Cũng chính vì cô ấy ta mới gặp được Nhiễm Nhiễm. Ta rất biết ơn cô ấy. Bèo nước gặp nhau. Ta nghĩ cô ấy cứu huynh cũng không mong huynh cảm kích. Nếu cô ấy biết huynh sống tốt còn gặp được người mình thích, nhất định sẽ vui mừng cho huynh. Đi tìm Nhiễm Nhiễm đi. Ta nghĩ bây giờ người cô ấy muốn gặp nhất cũng là huynh. Nương nương, Lục hoàng tử đến. Nương nương, Lục hoàng tử đến. Không gặp. Lục điện hạ, nương nương không khỏe, muốn nghỉ ngơi, không muốn bị quấy rầy, vậy ta chờ ở đây. Chờ đến khi mẫu hậu chịu gặp ta. Kiều Kiều. Nương nương, hắn vẫn quỳ ở bên ngoài sao? Bảo hắn vào đi. Dạ. Ta sai rồi. Ngươi không sai, ngươi vốn thích Trương Sơ Nhiễm. Cứu người mình thích thì có gì sai? Nhưng người tức giận rồi. Người tức giận thì chính là ta sai. Mẫu hậu có thể cho ta biết vì sao người tức giận không? Ta không tức giận. Ngươi đối xử với ta thế nào cũng là do ta đáng đời. Ta không nên ảo tưởng trông mong gì từ ngươi. Mẫu hậu trông mong điều gì? Mẫu hậu trông mong điều gì? Mẫu hậu đừng rời xa ta được không? Chuyện hôm nay
bổn cung tha thứ cho ngươi rồi, về đi. Mẫu hậu đừng đối xử với ta như thế. Ngươi sốt rồi, ta đi gọi thái y khám cho ngươi. Chỗ này đau không? Là vì ta không ở bên cạnh nàng. Nàng mới bị thương. Nàng nên trách ta. Được được được, ta trách ngươi. Có thể thả ra chưa? Vậy thì tiếp tục để ý đến ta đi. Tiêu Kỳ Chi. Thuốc cũng uống rồi, mồ hôi cũng đổ. Sao vẫn không tỉnh lại? Cái này là chiếc chuông năm đó ta tặng hắn lúc làm cung nữ. Sao hắn vẫn đeo trên người? Cẩm Vân, đừng đi. Cẩm Vân, nàng đừng đi. Tiêu Kỳ Chi, lẽ nào năm đó ngươi giết ta cũng từng thấy hối hận sao? Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng muốn gặp người. Quả nhiên là nàng ấy. Lần này ta tuyệt đối không để nàng thoát đâu. Trẫm e rằng đại hạn của trẫm sắp tới rồi. Hoàng thượng đừng nói như thế. Trẫm biết Yên Nhi quan tâm trẫm nhất. Sau khi trẫm đi, một mình nàng cũng không sống nổi, đúng không? Hay là trẫm đưa nàng theo? Hoàng thượng đừng nói hồ đồ, ngài nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Yên Nhi, đi cùng trẫm được không? Cầu xin nàng. Cầu xin nàng. Lục hoàng tử cầu kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Sức khỏe phụ hoàng không tốt, nhi thần tìm kiếm danh y, tìm được một đạo pháp có thể làm thử. Nói ra nghe xem. Đạo sĩ nói phụ hoàng bị ta ma quấy rối, phải giết vài con hung thú để hy sinh mới có thể phá giải, phải làm thế nào? Đi săn cũng tốt, để huynh đệ các con gắn kết tình cảm một chút. Vậy nhi thần sẽ đi phân phó ngay, để bọn họ lo liệu. Phụ hoàng nghỉ ngơi đi, con và mẫu hậu xin cáo lui. Hôm nay phụ hoàng nói gì với nàng? Chỉ trò chuyện như bình thường thôi. Nói dối. Nàng đang sợ hãi sao? Có phải mẫu hậu đã biết thích khách lần trước đến giết nàng là do phụ hoàng phái tới? Thật ra nàng vẫn còn cơ hội. Cách duy nhất để sống sót chính là ở lại bên ta. Mẫu hậu, hay là cân nhắc xem. Yêu yêu. Tiêu đại ca. Yêu yêu, nàng tên yêu yêu à? Lần đi săn này, ta muốn đi cùng cô. Tiêu đại ca, ta nghe nói người săn được nhiều nhất sẽ được hoàng thượng bản thưởng. Ta không dành phần thưởng với mọi người. Các huynh cố lên. Được rồi. Sao còn chưa đi? Một mình nàng ở trong cung không an toàn. Nàng đi theo ta đi. Nàng mau đi đi. Tiêu Kỳ Chi. Tiêu Kỳ Chi. Ngươi bị thương rồi. Tiêu Kỳ Chi. Tiêu Kỳ Chi. Tiêu Kỳ Chi, ngươi tỉnh lại đi. Hóa ra nàng tên yêu yêu. Ngươi nói gì? Tại sao ta lại biết trễ hơn Tiêu Diên? Tiêu Kỳ Chi, ngươi tỉnh lại đi. Ngươi cố gắng một chút, đừng ngủ. Tiêu Kỳ Chi. Hệ thống, hệ thống, hệ thống, cứu mạng, cấp cứu, cấp cứu. Thao tác vi phạm, chỉ lần này thôi, tất cả hậu quả tự chịu. Đừng nói nhảm nữa, mau. Làm sao có thể hai người sống sờ sờ mà biến mất trong chớp mắt? Lão tiên sinh, cứu mạng. Chỉ bị thương ngoài da, không cần quá lo lắng, nghỉ ngơi vài ngày là được. Đa tạ tiên sinh, hôm nay cô cứu hắn, sau này cô có hối hận không? Tiên sinh có ý gì? Ta chỉ hỏi vậy thôi, nếu hôm nay hắn không chết, sau này sẽ có rất nhiều người phải khổ. Bỏ đi, hôm nay các người đến tìm ta, số phận đã định sẵn, nếu thê tử ta biết, ta đã biết chữa bệnh cứu người, chắc chắn cũng rất vui. Thê tử của tiên sinh cũng sống ở nơi này sao? Không biết kiếp này ta có thể chờ được nàng ấy không, ta tin tiên sinh sẽ chờ được thê tử. Kỳ lạ, rõ ràng hôm qua còn ở đây, hôm nay để lại vài gói thuốc rồi biến mất tăm, còn định cảm tạ ơn cứu mạng của lão tiên sinh mà. Ngươi tỉnh rồi. Thuốc sắc xong rồi, lát nữa nhớ uống nhé.
Đừng đi. Đừng đi. Được rồi, ngoan đi, uống thuốc ngươi mới khỏe. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hứa với ta, vĩnh viễn đừng rời xa ta. Ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng ta muốn hỏi ngươi một câu. Là gì? Vì sao ngươi liều mạng cứu ta? Ta cảm thấy nếu ta không cứu nàng, nàng sẽ chết. Nhưng ta không muốn nàng chết. Ta và Trương Sơ Nhiễm cùng rơi xuống vực. Ngươi cứu ai? Ta trả lời thay ngươi. Ngươi sẽ cứu Trương Sơ Nhiễm, vì đó là người ngươi thích. Có lẽ ta thích cô ấy, nhưng không biết vì sao. Ta cũng như thế với mẫu hậu. Nhưng không biết vì sao. Ta cũng như thế với mẫu hậu. Được rồi, đừng đùa nữa. Không buồn cười. Có lẽ là vì mẫu hậu và Nhiễm Nhiễm đều tốt với ta. Người ta tốt với ngươi thì ngươi thích à? Chưa biết chừng lúc nào lại giết người ta. Làm sao mẫu hậu biết ta từng giết người? Ta nói đại thôi. Người đó cũng từng rất tốt với ta, nhưng ta đã móc mắt cô ấy. Bởi vì cô ấy từng nói cô ấy muốn đôi mắt ta khỏe lại. Ta chỉ có thể giúp cô ấy hoàn thành ước nguyện. Tiêu Kỳ Chi, sao mẫu hậu phản ứng mạnh thế? Lẽ nào có liên quan gì với cô ấy? Ta không quen người ngươi nói, nhưng chuyện móc mắt người thật sự không đúng. Được, sau này không thế nữa. Nàng muốn diễn đến khi nào đây? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hứa với ta, vĩnh viễn đừng rời xa ta. Mẫu hậu, mẫu hậu, mẫu hậu thấy ác mộng sao? Ta không sao, ngươi tránh xa ta ra. Nguyễn Yêu Yêu, ngươi mất trí rồi sao? Sao lại mơ như thế với Tiêu Kỳ Chi? Chắc chắn là hôm qua hắn nói mấy lời kỳ cục đó, lúc nào cũng ghé sát vào ta nên mới thế. Một nhiệm vụ cảm hóa thôi, không thể có tình cảm thật. Lục điện hạ, hoàng hậu nương nương, bọn ta ở đây. Lục điện hạ, nương nương, thuộc hạ đến trễ. Nương nương và điện hạ an toàn là tốt. Thuộc hạ đi báo tin cho đại hoàng tử. Đại hoàng tử, đúng vậy, mấy ngày hoàng hậu và lục điện hạ rơi vực. Hoàng thượng tìm được đại hoàng tử lưu lạc bên ngoài nhiều năm, nói ra thì hai người cũng biết ngài ấy chính là Tiêu Thiếu Hiệp Tiêu Viên. Cái gì? Sao lại là hắn? Hóa ra tình tiết đã tiến triển đến đây rồi. Thế thì hoàng đế sắp phong Tiêu Diên làm thế tử rồi sao? Hoàng hậu, điện hạ chờ một chút, thuộc hạ quay lại ngay. Nàng lo sau khi về cung, phụ hoàng sẽ ra tay với nàng sao? Đúng. Mới ra khỏi hang hùm, lại rơi vào miệng rắn. Thật ra, mẫu hậu có thể tìm một núi dựa. Nói thì dễ, đi đâu mà tìm? Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Ý ngươi nói, ngươi, nhưng ngươi chỉ là lục hoàng tử, giờ Tiêu Diên trở về, sau này sẽ là thái tử. Nói thế nào cũng đáng tin hơn ngươi. Sao nàng dám chắc chắn ngôi thái tử sẽ là của hắn? Sao nàng dám chắc chắn ngôi thái tử sẽ là của hắn? Ồ, tức giận sao? Ta chọn Tiêu Diên hay không khiến ngươi để ý như thế à? Chỉ vì hắn từng cứu nàng, cho nên nàng một lòng tin tưởng hắn sao? Ngươi ghen rồi à? Chi bằng chọn ta đi. Được, để ta cân nhắc xem. Chúng ái khanh, các vị đều đã biết Tiêu Diên là trưởng tử thất lạc nhiều năm của trẫm, vị trí thái tử để trống đã lâu, từ nay về sau nó chính là chủ Đông Cung. Phụ hoàng anh minh, tham kiến thái tử điện hạ. Hoàng thượng anh minh, tham kiến thái tử điện hạ. Hoàng thượng mệt rồi, các vị lui xuống đi. Dạ. Hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ chờ chút, hoàng thượng muốn nói chuyện với hai vị. Ta chờ nàng. Diên Nhi, vẫn trách trẫm vì chuyện của mẫu hậu con sao? Tại sao lại giết mẹ ta? Trẫm chỉ muốn tốt cho con. Nhưng bà ấy là mẫu hậu của ta, nếu vì giang sơn này mà phải hy sinh bà ấy, ta thà là không có. Hoàng thượng nghỉ ngơi, thần thiếp cáo lui. Yên Nhi, chuyện hôm nay nàng không nên biết. Yên Nhi, chuyện hôm nay nàng không nên biết.
Kỳ Nhi, trẫm chưa cho phép, sao ngươi dám xông vào tẩm điện? Nhi thần thấy cung của phụ hoàng náo nhiệt, còn có thích khách muốn ám sát bệ hạ, nhi thần đến bảo vệ người. Ngươi muốn làm gì? Hôm nay thích khách hung tàn. Ngươi muốn làm gì? Là nhi thần vô dụng, không thể bảo vệ người. Bệ hạ gặp thích khách, nhi thần đến cứu giá trễ. Phụ hoàng băng hà. Không sao, kết thúc rồi. Ngươi tại sao lại đưa ta đến đây? Chỗ này nàng không thấy quen sao? Sao bổn cung lại quen chỗ này? Trừ phi lâu lâu đến phạt ngươi, bổn cung chưa từng bước đến đây. Thật sao? Ta có cần lừa ngươi không? Đương nhiên có, nàng sợ ta biết. Nàng chính là cung nữ năm đó, nàng sợ ta. Giết nàng. Sao ngươi lại biết? Vốn dĩ ta muốn xem thử khi nào thì nàng thú nhận, nhưng mỗi ngày nhìn nàng tự biên tự diễn, ngược lại cũng là một niềm vui. Cho nên ngươi không định thả ta đi sao? Phải xem biểu hiện của nàng thế nào. Phụ hoàng đã chết, nàng không còn là mẫu hậu của ta nữa. Ta sẽ kế thừa tất cả của ông ta, kể cả nàng. Ngươi muốn dám ta ở đây làm chim hoàng yến của ngươi sao? Sao lại không được? Tiêu Kỳ Chi, rốt cuộc ngươi muốn sao? Ta muốn nàng nằm trong tầm tay ta, muốn nàng ngoan ngoãn nghe lời, muốn nàng không thể thoát được nữa. Tiêu Kỳ Chi, ngươi điên rồi. Vậy cứ coi như ta điên rồi đi. Tiêu Kỳ Chi, Tiêu Kỳ Chi, Tiêu Kỳ Chi, Tiêu Kỳ Chi, ngươi quay lại đây. Bình tĩnh. Tiêu Kỳ Chi là kẻ điên. Ta không thể chết ở đây vô cớ được. Phải nghĩ cách trốn ra trước. Đây là ta chuẩn bị cho nàng, nếm xem. Kỳ Chi, ngươi thả ta ra trước được không? Ăn cơm thế này không tiện lắm. Nói đi, lại muốn giở trò gì? Ta chỉ muốn ăn với ngươi một bữa cơm hẳn hoi. Cái này cũng giở trò sao? Ta hiểu nàng nhất, nàng giỏi nhất là nói dối. Có phải nàng muốn tốt với ta, để ta buông lỏng cảnh giác? Ta cho nàng biết, đừng mơ tưởng hão huyền. Hiện giờ toàn bộ phi tần của phụ hoàng đều bị giết để chôn cùng, trong cung đồn họ tự sát vì tình. Nếu ta muốn, nàng cũng có thể chết luôn. Nhưng mà ta nói với bên ngoài, mẫu hậu bệnh nặng, còn bệnh bao lâu mới khỏi thì phải xem biểu hiện của mẫu hậu. Tiêu Kỳ Chi, ngươi đe dọa ta. Ta đã cảnh cáo nàng, đừng chọc giận ta. Đau quá, đau chết ta rồi. Ây da, đau quá. Kiều Kiều, ngươi nhẫn tâm nhìn ta đau đớn thế này sao? Điện hạ căn dặn nô tỳ không thể rời mắt khỏi nương nương, vậy ta chết ở đây. Tiêu Kỳ Chi cũng bắt các ngươi chôn theo thôi. Việc này ta sắp chết rồi, nương nương đừng vội, nô tỳ đi mời thái y ngay. Yêu yêu, mau, có người bắt ta về, huynh đưa ta đi được không? Đi. Mẫu hậu muốn trốn khỏi hoàng cung, trốn khỏi ta đến thế sao? Vì sao ngươi không chịu tha cho ta? Lục đệ ta không biết đệ và yêu yêu có khúc mắc gì, nhưng dù gì cô ấy cũng là hoàng hậu, đệ không nên quá giới hạn, quá giới hạn. Thái tử ca ca của ta, huynh nắm tay nàng ấy như thế sao không nói là quá giới hạn? Nàng ấy là mẫu hậu của chúng ta. Thái tử điện hạ muốn uy hiếp hoàng hậu để ra lệnh cho chư hầu, lệnh cho hộ long vệ, xử tử. Tiêu Kỳ Chi, ta theo ngươi về. Yêu yêu, thả Tiêu Diên ra, ta sẽ đi theo ngươi. Được. Nàng thích Tiêu Diên đến mức
bất chấp tính mạng bảo vệ hắn sao? Huynh ấy từng cứu ta, được. Trong lòng nàng, người khác luôn quan trọng hơn. Nàng vẫn giống 2 năm trước, từ đầu đến cuối đều lừa ta. Ta không nên tin nàng sẽ thật lòng với ta. Nếu ta thả ân nhân cứu mạng của nàng, nàng báo đáp ta thế nào? Nàng tỉnh rồi. Ta nấu món nàng thích ăn nhất. Nàng khóc sao? Tiêu Kỳ Chi, người sỉ nhục ta là ngươi. Bây giờ người ân cần với ta cũng là ngươi. Ngươi có biết bộ dạng này của ngươi khiến ta ghê tởm không? Nếu nàng không muốn ăn có thể không ăn. Ta muốn xem thử nàng sẽ chống đỡ được bao lâu. Ta cũng mong mình chết ngay bây giờ. Như vậy sẽ không bị ngươi uy hiếp. Nàng dám? Nếu nàng dám chết, ta sẽ giết hết tất cả những người nàng quan tâm, kể cả Tiêu Diên. Tiêu Kỳ Chi, lẽ nào ngươi động lòng với ta thật sao? Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện mình không yêu ta. Nếu không, ta sẽ đem những gì ngươi đã làm với ta, đau khổ ngươi đã ban cho ta, trả lại gấp đôi. Ta sẽ đem những gì ngươi đã làm với ta, đau khổ ngươi đã ban cho ta, trả lại gấp đôi. Yêu yêu, hôm nay ta đến chải đầu cho nàng, nàng có vui không? Tiêu Kỳ Chi, ngươi lại muốn làm gì? Nàng yên tâm, là chuyện vui thôi. Mấy lão già này, họ đều phải đối ta lập nàng làm hậu. Ta thấy họ quá ổn, nên giết rồi. Ngươi điên sao? Thiên hạ và nàng, trẫm đều muốn. Ngươi làm gì Tiêu Diên rồi? Trong lòng nàng có hắn, nhưng lại không có ta. Nàng nhìn thấy chưa, hắn có kết cục như hôm nay, đều nhờ nàng đấy. Cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi tha cho huynh ấy. Đây không phải thái độ cầu xin. Cách nào cầu xin có vẻ rẻ rúng thật đấy. Mơ thấy ác mộng sao? Nào, uống thuốc đi. Sao thế? Sợ ta hạ độc nàng à? Kết quả khi chọc giận ta, nàng biết mà. Sao nào? Nàng sợ ta làm sao? Rõ ràng nàng biết, ta sẽ cho nàng những thứ tốt nhất mà. Tiêu Kỳ Chi, rốt cuộc ngươi muốn ta thế nào? Nàng không cần làm gì cả, nàng chỉ cần thích ta. Sau này trong mắt nàng, chỉ cần có một mình ta là đủ. Không đúng. Trong chuyện, người hắn thích chỉ có Trương Sơ Nhiễm. Đã sai sót chỗ nào sao, Tiêu? Tiêu Kỳ Chi, người ngươi thích, không phải Trương Sơ Nhiễm sao? Ngươi cần gì làm thế với ta? Người ngươi thích, không phải Trương Sơ Nhiễm sao? Cô ta nói đúng, người ngươi thích là Trương Sơ Nhiễm. Chỉ có Trương Sơ Nhiễm, chỉ có thể là Trương Sơ Nhiễm. Tại sao còn phải lãng phí thời gian với cô ta? Giết cô ta, giết cô ta. Tiêu Kỳ Chi, người ngươi thích, không phải Trương Sơ Nhiễm sao? Ngươi cần gì làm thế với ta? Không, ta không thể giết nàng ấy. Không thể, nàng ấy không thể chết. Ta không thể để nàng chết. Bệ hạ. Bệ hạ, ngài sao thế? Sao đổ nhiều mồ hôi thế? Ta không sao. Xảy ra chuyện gì? Hôm đó, Tiêu Diên bị Trương Sơ Nhiễm cứu rồi, vẫn chưa tìm thấy tung tích. Còn Tiêu Thanh Nhuận, có lẽ được thuộc hạ cũ bảo vệ, trốn khỏi kinh thành, đang ra sức truy bắt. Tam đệ, nếu chúng ta đã bị ép vào đường cùng, chi bằng cược một ván đi. Hoàng huynh,
ý huynh là sao? Ta muốn Tiêu Kỳ Chi nếm thử mùi vị mất đi người mình quan tâm. Sao lại là cô ấy? Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, tỉnh lại, Nhiễm Nhiễm. Hoàng hậu nương nương, lâu rồi không gặp. Nhị hoàng tử, sao nào, không nhận ra ta sao? Ta không thù không oán với ngươi, sao ngươi lại bắt ta? Muốn trách thì trách con trai ngoan của cô. Lẽ nào ngươi nghĩ bắt ta là có thể uy hiếp Tiêu Kỳ Chi sao? Tuy trên danh nghĩa, cô là mẫu thân hắn, sau khi hắn giết phụ hoàng, lại giam cầm cô. Ta đoán, quan hệ của cô và hắn không đơn giản. Tiêu Kỳ Chi giết phụ thân và huynh đệ, ta cũng muốn hắn nếm thử mùi vị mất đi người quan trọng. Được, lý do này coi như tạm chấp nhận. Vậy cô ấy vô tội mà. Trong cung ai không biết, Tiêu Kỳ Chi thích con gái Trương Thái Phó. Mang hai người đến đây, chẳng phải còn thú vị hơn sao? Một người là người tình hắn che giấu, một người là trăng sáng trong lòng hắn. Cô đoán xem, hắn sẽ chọn ai? Cười cái gì, vừa rồi ngươi cũng đã nói Trương Sơ Nhiễm là người trong lòng Tiêu Kỳ Chi. Hắn chọn ai? Không phải quá rõ ràng sao? Vậy sao? Vậy ta đoán hắn sẽ chọn cô. Ở địa bàn của trẫm, cướp người của trẫm. Nhị ca, ngươi to gan thật đấy. Ở địa bàn của trẫm, cướp người của trẫm. Nhị ca, ngươi to gan thật đấy. Nhị ca không thay đổi chút nào, vẫn không biết sống chết. Tiêu Kỳ Chi, ngươi dám giết chết phụ hoàng. Hôm nay, ta cũng cho ngươi nếm thử đau khổ mất đi người thân. Ngươi dám? Sao lại không dám? Tiêu Kỳ Chi, ngươi nghe cho kỹ, Trương Sơ Nhiễm và Liễu Yên Nhi, chỉ có một người được sống, ngươi chọn ai? Tiêu Kỳ Chi, ngươi đuổi cùng giết tận Tiêu đại ca, lại sai người hại chết cha ta, dù ngươi có cứu ta cũng không tha thứ cho ngươi. Cha của Trương Sơ Nhiễm chết rồi. Sao lại như thế? Rõ ràng Trương phụ sống đến kết cục mà. Lẽ nào kịch bản bị thay đổi? Ta đếm đến 3. 3. Hai, ta chọn cô ấy. Vậy sao? Ta đoán không sai. Quả nhiên hắn chọn cô. Nếu ngươi chọn cô ta, vậy ta sẽ lấy mạng cô ta. Tam điện hạ. Ca ca, trò chơi kết thúc rồi. Hoàng hậu, vẫn đi được chứ? Ta tự đi được. Hóa ra ngươi chọn ta là để bảo vệ cô ấy. Ngươi đã đoán được Tiêu Cảnh Nguyên sẽ giết người ngươi chọn. Hoàng hậu nương nương, bệ hạ nói buổi tiệc tối nay có một bất ngờ cho người, mời nương nương chuẩn bị. Lẽ nào tối nay Tiêu Kỳ Chi lại muốn đối phó ai sao? Yêu yêu, đây là bánh ngọt chấm chuẩn bị cho nàng, nàng có thích không? Tiêu Kỳ Chi. Nhiễm Nhiễm ở đâu? Tiêu Kỳ Chi. Nhiễm Nhiễm ở đâu? Tiêu Diên, quả nhiên ngươi sẽ đến. Trong chuyện không có đoạn này, tại sao tình tiết lại đi xa khỏi quỹ đạo ban đầu? Tiêu Kỳ Chi, ngươi tàn bạo thành tính, giết cha giết huynh, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Làm gì sao? Tất nhiên là dụ ngươi đến. Diệt cỏ tận gốc rồi. Giết chết huynh ấy, tiểu thuyết sẽ không có kết cục. Tiêu Kỳ Chi, ngươi không thể giết huynh ấy. Người nàng không muốn ta giết, ta cứ thích giết. Tiêu Kỳ Chi, nộp mạng đi. Nộp mạng đi, Nhiễm Nhiễm, chuyện này liệu có hiểu lầm gì không? Cô bình tĩnh lại đi. Yêu yêu, cô tránh ra, hôm nay ta phải báo thù cho cha. Ta cho hắn cơ hội. Ai bảo hắn mắng ta là tạp chủng cung nữ sinh ra? Tiêu Kỳ Chi, chuyện khiến ta hối hận nhất kiếp này chính là đã tốt bụng cứu ngươi. Hôm nay ta phải vì dân trừ hại. Nhiễm Nhiễm, giết hắn là không còn đường lui đâu. Người ngươi thích là Trương Sơ Nhiễm, chỉ có Trương Sơ Nhiễm quan tâm ngươi, không thể để ai làm hại Nhiễm Nhiễm. Giết à, giết à. Yêu yêu,
yêu yêu. Yêu yêu. Yêu yêu, ta sai rồi, ta sai rồi yêu yêu. Đừng bỏ ta lại. Cảm thấy đau thì ăn một viên kẹo, sẽ không thấy đau nữa. Rõ ràng cô biết trong cung không cho cúng tế, sao còn đưa ta đến đây? Đây là chuyện ngươi muốn làm, ta muốn giúp ngươi hoàn thành. Yêu yêu, yêu yêu. Nàng sợ chết như thế, sao lại nỡ bỏ ta mà đi chứ? Chắc chắn nàng đang trách ta. Ta xin lỗi nàng tha thứ cho ta được không? Yêu yêu. Yêu yêu, ta sai thật rồi. Nàng tỉnh lại được không? Nàng tỉnh lại đi. Yêu yêu, yêu yêu, nàng trở về đi. Ta thích nàng mà. Nàng nghe thấy không? Yêu yêu, ta xin lỗi nàng. Chỉ cần nàng tỉnh lại, ta để nàng giết ta lại. Được không? Được. Ta trả mắt cho nàng, nàng tha thứ cho ta được không? Dừng tay. Bệ hạ, ngài làm gì thế? Chắc chắn yêu yêu đang trách ta. Đã lấy mắt của nàng ấy, ta trả mắt cho yêu yêu. Nàng ấy sẽ tha thứ cho ta. Bệ hạ, ngài tỉnh táo lại đi. Cô ấy đã chết rồi. Đúng. Ta lại giết yêu yêu lần nữa, nàng ấy lại chết rồi. Ngài đã từng nói, cô ấy đến vì ngài. Lần đầu cô ấy chết, sau đó đã quay về, có lẽ lần này vẫn sẽ quay về. Ký chủ đang gặp nguy hiểm chí mạng. Cưỡng chế triệu hồi. Đã triệu hồi xong, chào mừng trở về. Cô sao thế? Ta từ bỏ. Cái gì? Ta nói, ta từ bỏ cảm hóa Tiêu Kỳ Chi. Ý thức của Tiêu Kỳ Chi đã đạt đến 100%, cô không muốn cố thêm một chút sao? Ta không muốn gặp hắn nữa. Cô hận hắn sao? Tiêu Kỳ Chi cộng sinh cùng kịch bản, chỉ cần hắn có ý thức riêng thì sẽ kích hoạt cơ chế bảo vệ của kịch bản. Hắn sẽ bị kịch bản khống chế, thích Trương Sơ Nhiễm và giết cô. Cũng vì lý do này. Phải thì đã sao? Ta mệt rồi. Các ngươi đổi người đi. Xin lỗi, e là không được. Tại sao? Cảm hóa Tiêu Kỳ Chi chỉ có một mình cô làm được. Cô bị oán niệm của Tiêu Kỳ Chi kéo vào sách mà. Cũng chỉ có cô mới hoàn thành nhiệm vụ này được. Ta bị Tiêu Kỳ Chi kéo vào sao? Yêu yêu tỉnh rồi. Dọa chết bà nội rồi. Mau gọi thái y. Bà nội. Yêu yêu. Bà nội. Bà nội. Bà nội ở đây. Đừng khóc nữa. Hoàng tổ mẫu, người thiên vị quá đấy. Con mới là người bà nuôi lớn. Yêu yêu muội muội về chưa bao lâu, người đã cưng chiều muội ấy như thế. Đây là Nguyễn Lăng. Trong tiểu thuyết lại giống hệt Tiêu Diên. Thân phận mới của cô là cháu gái thất lạc nhiều năm của Thái hậu Thanh Ngọc Quốc, muội muội của Nguyễn Lăng. Cô có thể xem họ như là người nhà của mình. Bọn ta đã thiết lập thái hậu giống hệt bà nội cô, hy vọng có thể an ủi cô. Cảm ơn ngươi, hệ thống nát. Sao nào, ngã một phát không nhận ra ca ca nữa à? Không bị ngốc đấy chứ, còn dám nói sao? Muội muội bị thương mà không biết lo, không mau đi gọi thái y đến. Được được, con đi ngay đây. Nếu có thể tránh xa Tiêu Kỳ Chi, sống yên ổn cả đời thế này, có lẽ cũng là chuyện tốt. Thanh Ngọc Quốc cách xa Trung Thổ, binh lực lớn mạnh, bệ hạ có định Viễn Chinh không? Tìm lâu như vậy vẫn chưa có tung tích nàng ấy, chỉ còn lại Thanh Ngọc Quốc. Bệ hạ, bắt được Tiêu Diên chưa? Thuộc hạ dùng tính mạng dân chúng Lê Thành uy hiếp, rốt cuộc cũng ép được Tiêu Diên xuất hiện, đã áp giải về kinh. Bệ hạ có muốn gặp không? Nàng ấy quan tâm hắn như thế, sẽ không để hắn ở trong tay ta. Tung tin tức Tiêu Diên bị bắt ra ngoài, càng nhanh càng tốt. Dạ. Đúng rồi, ta có một món quà cho ngươi. Sau này ngươi lắc chuông, ta sẽ đến ngay. Yêu yêu, ta rất nhớ nàng. Thu hoạch bội thu. Đó là lão tiên sinh, cứu mạng. Ân công.
Tiêu Kỳ Chi. Ngươi vừa rồi là ai? Bẩm bệ hạ, là bát công chúa của Thanh Ngọc Quốc. Vốn lần này ta muốn lợi dụng Nguyễn Lăng để trà trộn vào cung, không ngờ lại bị nha đầu này đến trước. Vậy thì ra tay từ cô ta, chiếm lấy Thanh Ngọc Quốc. Tiêu Kỳ Chi, sao hắn lại đến Thanh Ngọc Quốc? Sao muội vẫn sợ hãi đến mức này? Hôm đó ở trong rừng, đã nhìn thấy mà lại sợ như thế. Hắn còn đáng sợ hơn quái vật. Cái gì? Điện hạ sứ thần Tĩnh Quốc cầu kiến, Thái hậu bảo ta đến mời ngài. Biết rồi, ta sẽ đến ngay. Hệ thống có nói, Nguyễn Yêu Yêu là thân phận nó mới tạo ra, cũng có nghĩa lần này. Nguyễn Yêu Yêu là thân phận nó mới tạo ra, cũng có nghĩa lần này, ta xuất hiện bằng dung mạo thật của mình, chắc là Tiêu Kỳ Chi không nhận ra ta. Ta đi cùng huynh. Vì sao sứ giả cứ nhìn bổn công chúa? Thất lễ rồi, công chúa điện hạ, giống hệt một vị cố nhân của ta. Vừa rồi sứ giả nói có việc cần bẩm báo. Xin hỏi là chuyện gì? Bẩm Thái hậu, Tĩnh Quốc muốn kết giao với Thanh Ngọc Quốc, quốc chủ cũng có ý liên hôn với bát công chúa để gắn kết tình cảm đôi bên, không được. Tĩnh Quốc muốn kết giao với Thanh Ngọc Quốc, quốc chủ cũng có ý liên hôn với bát công chúa, không được. Sứ giả chê cười, cháu gái ta xưa nay tự do tự tại quen rồi. Nếu có mạo phạm, mong ngươi thông cảm. Bà nội, con không muốn gả đến Tĩnh Quốc, con không muốn gả xa như thế. Nếu Tĩnh Quốc đã có ý giao hảo, Thanh Ngọc Quốc ta đương nhiên sẽ chiêu đãi thật tốt. Còn việc liên hôn, Yêu Yên còn nhỏ, không gấp lắm. Vài ngày nữa là tiệc thọ của ai ra. Hay là sứ giả ở lại nghỉ ngơi, sau đó sẽ đưa sứ giả đi tham qua quốc đô chúng ta. Nếu đã như thế, tại hạ xin cáo lui trước. Bát công chúa, hình như cô ấy rất sợ ta. Thú vị. Mấy ngày nay Nguyễn Lăng và Thái hậu đều không chịu gặp ngài, e rằng liên quan đến việc bát công chúa từ chối liên hôn. Bệ hạ, ngài đến là để không tốn sức mà vẫn chiếm được Thanh Ngọc Quốc. Nếu bát công chúa không hợp tác, phải xử lý thế nào? Ta có cách, khiến cô ấy đồng ý. Bát công chúa, vẫn khỏe chứ? Ngươi muốn làm gì? Sao công chúa cứ né tránh ta thế? Gặp nhau trong rừng, rồi ở đại điện. Không biết đắc tội công chúa chỗ nào. Đơn giản là ghét ngươi thôi, không được sao? Ghét kiểu nào? Yêu yêu. Yêu yêu. Nếu ngươi dám giết ta, bà nội và ca ca ta sẽ không tha cho ngươi, cũng không tha cho Tĩnh Quốc. Vậy sao? Vậy ta giết cô trước, rồi giết ca ca cô và bà nội cô. Nếu ngươi dám động vào họ, ta sẽ không tha cho ngươi. Vậy sao? Đời ta giết rất nhiều người, chưa có người chết nào có thể làm gì ta. Cô muốn thử không? Tiêu Kỳ Chi. Yêu yêu. Yêu yêu. Cô tên Yêu Yêu? Đúng. Ta là công chúa Nguyễn Yêu Yêu của Thanh Ngọc Quốc. Không ai ở Thanh Ngọc Quốc biết thân phận của ta. Làm sao cô biết ta tên Tiêu Kỳ Chi? Quân chủ Tĩnh Quốc, tóc trắng, có một mắt. Ngươi cũng như thế. Ta đoán bừa. Yêu yêu. Yêu yêu. Ai ở đó? Yêu yêu. Sao muội lại ở đây? Ừm. Đi dạo thôi, muội đi dạo thôi. Ca ca, chúng ta. Bệ hạ, bát công chúa về Thanh Ngọc Quốc lúc nào? Bẩm bệ hạ, 5 năm trước, bát công chúa được Nguyễn Lăng ra ngoài đi săn cứu về. 5 năm trước. Quả nhiên là 5 năm trước. Bát công chúa, ta muốn nói chuyện với cô. Ta và ngươi không có gì để nói. Tiêu Phù Sinh, đệ đệ duy nhất của ta, năm nay 15 tuổi. Đáng tiếc, mắc bệnh nặng. 5 năm trước, sau khi mẫu hậu nó qua đời, mỗi tối nó đều làm ầm với ta, đòi ta đưa nó đi gặp mẫu hậu. Nhưng ta biết làm sao được, đến giờ nó không thể ăn cơm, không thể xuống giường. Tiêu Kỳ Chi, ngươi làm gì nó rồi? Là ngươi đúng không? Ngươi đã làm gì nó? Tiêu Phù Sinh sao rồi? Tiêu Phù Sinh không sao, là ta lừa nàng. Yêu yêu, nàng thật sự là yêu yêu, cuối cùng nàng cũng quay về. Yêu yêu, ta tìm thấy nàng rồi. Tránh ra. Đi.
Đi đâu, đưa nàng đi tìm hoàng tổ mẫu xin cưới. Tiêu Kỳ Chi, ngươi bị điên đúng không? Yêu yêu, ta biết lỗi rồi, không biết lúc đó ta làm sao. Ta thật sự muốn cưới nàng, muốn giữ nàng bên cạnh. Tiêu Kỳ Chi, ngươi không cảm thấy lời ngươi nói rất buồn cười sao? Ta đã quên đi chuyện năm đó, bây giờ ta chỉ muốn bắt đầu lại. Không, coi như ta cầu xin ngươi đừng quấy rầy ta nữa. Chúng ta cùng về Tĩnh Quốc được không? Giống như trước kia. Không tốt sao? Trước kia ư? Bị như nhốt trong cung như trước kia. Lúc ngươi vui thì ta là sủng vật, lúc ngươi không vui thì vứt ta đi, thậm chí giết ta không chớp mắt. Trước kia như thế, ta cũng không muốn quay lại nữa. Yêu yêu, ta biết lỗi rồi. Hay là nàng đâm ta một dao, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Vĩnh viễn cũng không. Ta vĩnh viễn chờ đợi cái ngày giao ước thành sự thật. Bệ hạ, cuối cùng ngài cũng tỉnh, bệnh của ngài ngày càng nặng, 5 năm nay vẫn luôn như thế. Thái y nói đó là tâm bệnh, chỉ có buông tha cho chính mình mới tốt lên được. Thân thể của ngài không chịu nổi cú sốc nào nữa, chỉ cần yêu yêu nguôi giận, dù muốn ta đi chết ta cũng không oán than. Tiêu Kỳ Chi, ngươi thật lòng hối hận sao? Nếu đã vậy, ngươi hãy đem theo sự hối hận này đi, để cho ta thật sự được tự do. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu không phải cùng đường bí lối, ta cũng không đến Thanh Ngọc Quốc tìm huynh, là Tiêu đại ca. Tiêu đại ca bị Tiêu Kỳ Chi bắt đi, bây giờ không biết bị nhốt ở đâu, ta muốn nhờ điện hạ thăm dò giúp. Được, ta sẽ giúp cô. Đúng rồi, trong chuyện Nguyễn Lăng cũng yêu thầm Trương Sơ Nhiễm, chẳng trách huynh ấy buồn như thế. Bát công chúa. Tiêu Kỳ Chi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Yêu yêu, nàng đến thăm ta sao? Tiêu Diên bị ngươi bắt đi đúng không? Quả nhiên nàng đến vì hắn. Tiêu Kỳ Chi, ta muốn ngươi thả huynh ấy. Được, những gì nàng nói ta đều đồng ý, bao gồm cả Tiêu Diên, hy vọng ngươi nói sẽ giữ lời. Yêu yêu, nàng đừng đi, ta có chuyện muốn nói với nàng. Thật ra ta không làm hại Tiêu Diên, ta bắt hắn lại chỉ là để gặp lại nàng. Nói xong chưa? Ta phải đi rồi. Trước kia ta không biết mình thích ai, bây giờ ta biết rõ. Yêu yêu, ta thích nàng, ta không để bất cứ ai làm hại nàng, bắt nạt nàng nữa, kể cả ta cũng không được. Nàng tha thứ cho ta được không? Ngươi thích ta. Tình cảm yêu thích của ngươi có vẻ đến muộn quá nhỉ? Ta đã quên chuyện năm đó. Nếu ngươi muốn được ta tha thứ, vậy thì ngươi đi đi, đừng quấy rầy ta nữa. Bát công chúa, ngươi đến đây làm gì? Có một số chuyện ta đã suy nghĩ rất lâu, vẫn muốn nói cho cô biết. Ta biết, cô chính là hoàng hậu nương nương năm đó bị bệ hạ đâm chết. Lần này ta đến là mong cô có thể tha thứ cho hành vi bồng bột của bệ hạ. Ngài ấy cũng không muốn làm vậy. Ngươi cũng muốn ta tha thứ cho hắn à? Nhưng ta không thể phân biệt lời hắn nói đâu là thật, đâu là giả. Ta không dám tin hắn nữa. Có lẽ cô có thể xem cái này. Đây là những gì ngài ấy viết lại mỗi khi nhớ cô. Trong này toàn là ghi chép về cô, nhỏ là mỗi câu nói của cô, ngài ấy đều ghi hết lại. Trong 5 năm cô mất, mỗi ngày ngài ấy ôm thứ này, ngày đêm sống trong giày vò. Sau khi giết cô, ngài ấy không thể cứu cô nên phát điên, tóc cũng bạc từ lúc đó. Ngài ấy nói muốn trả hết tất cả cho cô nên đã móc mắt mình ra. Mỗi ngày ngài ấy đều hối hận, thế nên đã mắc tâm bệnh trầm trọng, cơ thể cũng héo mòn theo, vô phương cứu chữa. Thật ra ngài ấy không còn sống được bao lâu nữa, ngài ấy chỉ mong trước lúc chết sẽ tìm ra cô, cầu xin cô tha thứ. Tại sao lại nói với ta mấy chuyện này? Ta chỉ cảm thấy cô nên được biết thôi. Có lẽ ngài ấy từng lừa cô, tổn thương cô, nhưng đó là vì ngài ấy không hiểu làm sao đối xử với tình yêu của mình. Ta chỉ mong cô cho ngài ấy một hy vọng, ít nhất để cuộc đời ngài ấy bớt tiếc nuối một chút. Yêu yêu, tỉnh rồi à? Ta đang nằm mơ sao? Không phải, ta đến vì có một số chuyện muốn nói với chàng. Ảnh quyết đã cho ta biết hết tất cả rồi. Sự hối hận của chàng, bệnh của chàng, giấy ghi chép của chàng, ta đều biết hết rồi. Không phải ta bảo ảnh quyết nói với nàng đâu, ta cũng không muốn được nàng thương hại. Ta không xấu xa như trước kia. Tiêu Kỳ Chi,
không phải ta muốn trách chàng, chàng không cần e dè cẩn thận như thế, ta đến muốn nói với chàng. Ta tha thứ cho chàng rồi, bất kể là cung nữ hay hoàng hậu trước kia, ta đều tha thứ cho chàng. Ta mong chàng có thể buông bỏ, sống cuộc sống của mình. Nàng muốn từ bỏ ta sao? Nàng biết, thứ ta muốn, không chỉ là sự tha thứ của nàng mà. Ý chàng nói, chuyện chàng thích ta sao? Chàng có từng nghĩ, thích mà chàng nói, có lẽ chỉ là hồi ước không? Nếu ban đầu, chàng không giết ta, chàng có hối hận và tiếc nuối giống bây giờ không? Không giống nhau. Không có gì khác nhau. Tiêu Kỳ Chi, quên quá khứ đi, cố mà dưỡng bệnh. Ta và chàng đều cần một cơ hội để làm lại từ đầu. Ta ở Thanh Ngọc Quốc rất tốt. Chúng ta, cứ thế đi. Không giống. Ta biết, là nàng đã tạo ra ta. Cũng là nàng ép ta phải ta thích Trương Sơ Nhiễm. Chàng nói gì? Ta biết hết rồi. Mỗi lần nàng đổi một thân phận, chính là một câu đố. Không phải sao? Ta cũng đâu ngốc. Hơn nữa ta đã nghĩ, có lẽ thế giới này cũng là giả. Ta cũng có lẽ là giả. Nàng là cội nguồn của thế giới này, nàng đã tạo ra ta. Nàng đến đây vì ta. Tại sao nàng nói vứt bỏ ta là có thể vứt ngay như thế? Ta được nàng tạo ra. Tiêu Diên, Trương Sơ Nhiễm, thậm chí Nguyễn Lăng, họ đều có kết cục. Mỗi ta là không có. Ta chỉ muốn có một kết cục. Thật sự quá đáng lắm sao? Làm sao chàng biết chuyện này? Trong mơ. Chàng mơ thấy cái gì? Trong mơ ta đã giết rất nhiều người, cả thiên hạ, sinh linh đồ thán. Sau đó ta đã ký khế ước cùng một người, để gọi nàng đến. Người đó giống ta như đúc. Hệ thống, ta đây. Người giao dịch với Tiêu Kỳ Chi là Tiêu Kỳ Chi bản gốc, là phản diện không có kết cục đúng không? Là Tiêu Kỳ Chi nói với cô sao? Tiền cực chính là tác giả, cũng là ta. Tiêu Kỳ Chi bản gốc không cam tâm. Hắn cho rằng tất cả bất hạnh đều do ta ban cho hắn. Hắn muốn trả thù ta, nên mới kéo ta vào sách. Hắn muốn thay đổi số phận của mình, nên tự cá cược với phiên bản khác của mình. Mà tiền cước, rốt cước là gì? Tiền cước là tính mạng của toàn thiên hạ. Trong nguyên tắc, Tiêu Kỳ Chi không có kết cục, cho nên sau khi cô xong chuyện, hắn không bị khống chế nữa, giết sạch người trên thiên hạ, bao gồm cả Thanh Ngọc Quốc, hắn chưa từng được tôn trọng. Nhưng hắn lại mong có được chút tình thương của tác giả như cô. Đây là cơ hội duy nhất có thể cứu vớt thế giới này. Cơ hội là ta. Hắn ca cước với chính mình, dùng mạng của toàn thiên hạ làm tiền cước. Nếu cô chịu tốt với hắn, khiến hắn yêu cô, tính mạng của toàn thiên hạ có thể cứu vãn. Nhưng hắn lại không tin cô có thể buông bỏ định kiến, đối đãi tử tế với nên hắn. Đã mới đặt ra giao ước, nếu hắn yêu cô, hắn sẽ phải chết vì cô. Đây chính là mục đích để cô cảm hóa hắn, cũng là dấu chấm hết cho cuộc đời hắn. Vậy nên, bất kể là đổi được tính mạng người trong thiên hạ hay là yêu ta, hắn đều không thoát khỏi số phận phải chết. Tất cả từ đầu đã là đường cùng. Yêu yêu, sao nàng đến đây? Chàng hay thật, ngày nào cũng giám sát ta. Ta chỉ muốn tìm hiểu xem mỗi ngày nàng làm gì. Trước kia ta, được rồi, ta có trách chàng đâu. Tiêu Kỳ Chi, ta hỏi chàng lần nữa, chàng thích ta không? Thích. Rất thích, rất thích. Dù nàng có hỏi bao nhiêu lần, ta cũng trả lời đáp án này. Quỳ xuống. Quỳ sai rồi, phải quỳ một gối. Đưa tay cho ta. Đây là nghi thức ở chỗ ta, gọi là cầu hôn. Ta bằng lòng lấy chàng. Cầu hôn? Không chịu cưới thì thôi đi. Yêu yêu, nàng nói thật sao? Nàng thật sự bằng lòng. Thật ra, từ rất lâu trước kia, ta đã thích chàng rồi. Lần này đi sẽ trở thành vợ người ta, không thể ngang bướng nữa. Không sao, yêu yêu cứ là chính mình, không cần thay đổi gì vì ta. Tốt nhất ngươi nên giữ lời, nếu dám lơ là với yêu yêu, Thanh Ngọc Quốc của ta sẽ san bằng Tĩnh Quốc của ngươi. Ngươi yên tâm, con sẽ yêu thương nàng ấy bằng cả tính mạng. Bà nội, sau này con đi rồi, bà phải giữ gìn sức khỏe. Con yên tâm, có ca ca con ở đây, nếu sau này muốn về, Thanh Ngọc Quốc luôn luôn chào đón con. Bà nội,
Bệ hạ, ngài tiếp tục thế này không ổn đâu. Không thể giấu hoàng hậu nữa. Đừng cho nàng ấy biết. Ta không muốn nàng ấy thấy ta thế nào. Ít nhất cũng để ta đi mời thái y chứ. Ngài không thể chịu đựng mãi được. Chỉ tốn thêm thời gian và công sức thôi. Thuốc của thái y viện lần trước, đi lấy cho ta một ít. Không được đâu bệ hạ. Thái y nói rồi, thuốc đó không thể trị gốc, sẽ khiến cơ thể ngài hao mòn. Đi lấy ngay. Dù có thế nào, ta cũng phải cố đến lúc thành thân với yêu yêu xong. Ta không thể khiến nàng ấy thất vọng nữa. Dạ. Tiêu Kỳ Chi, chàng có nơi nào muốn đến không? Ta chỉ muốn ở bên nàng, không muốn đi đâu cả. Miệng ngọt thế, vậy chàng có nguyện vọng gì chưa thực hiện không? Ví dụ như, chúng ta đi thả đèn lần nữa đi. Sao chàng lại viết nhanh thế? Đừng nói là không viết gì hết đấy, cầu nguyện đi. Không cần, một ngọn đèn không thể thực hiện điều ước của ta. Điều ước của ta là hy vọng Tiêu Kỳ Chi sống lâu trăm tuổi. Điều ước của ta là Tiêu Kỳ Chi. Tiêu Kỳ Chi, uống ly rượu này. Ta sẽ là thê tử của chàng. Tiêu Kỳ Chi, chàng vui không? Yêu yêu, cảm ơn nàng đã cho ta một kết cục tốt đẹp. Sau khi câu chuyện kết thúc, nàng có thể quay về thế giới của nàng rồi đúng không? Mọi thứ ở đây chỉ là ảo cảnh. Nàng không cần đau lòng vì ta. Ta không về được không? Ta vĩnh viễn ở bên chàng. Đồ ngốc. Có lẽ ta không thể ở bên nàng được. Nếu là trước kia, chắc chắn ta sẽ bảo nàng chết theo ta. Nhưng chuyện đến nước này, ta chỉ mong nàng luôn sống vui vẻ. Tuy đã chấm hết, nhưng có thể sống một kiếp này, ta đã rất vui rồi. Chỉ là ta vẫn còn một tiếc nuối, là nàng chưa từng nói nàng yêu ta. Tiêu Kỳ Chi, ta yêu chàng. Ta yêu chàng. Ta yêu chàng. Tiêu Kỳ Chi, ta yêu chàng. Vậy điều ước của nàng là gì? Điều ước của ta là Tiêu Kỳ Chi phải sống lâu trăm tuổi. Mẫu hậu đừng rời xa ta được không? Ngươi muốn làm gì? Hứa với ta, vĩnh viễn đừng rời xa ta. Ta hứa với chàng, vĩnh viễn sẽ không rời xa chàng. Tiêu Kỳ Chi, chàng quay về đây. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ viên mãn. Cô đã thành công cho Tiêu Chi Kỳ một kết cục hạnh phúc. Vậy ra kết cục thế này, với Tiêu Chi Kỳ mà nói, là viên mãn sao? Nhiệm vụ đã hoàn thành. Cô có thể lựa chọn quay về thế giới hiện thực. Nếu đã chuẩn bị xong hãy thông báo cho hệ thống. Tiêu Kỳ Chi chưa chết đúng không? Người ta cảm hóa chỉ là Tiêu Kỳ Chi ở thế giới thời không trong chuyện. Vụ cá cược đã xong. Tiêu Kỳ Chi giết sạch người thiên hạ cũng bị cảm hóa rồi. Cho nên, Tiêu Kỳ Chi của hiện tại hẳn là đang sống trong thời không nào đó. Hắn chưa chết. Cô rất thông minh. Ta muốn đi tìm hắn. Cô suy nghĩ kỹ rồi sao? Lựa chọn đi tìm Tiêu Kỳ Chi sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội quay về thế giới hiện thực. Như vậy cô cũng đồng ý. Ta đồng ý. Được rồi. Đây là căn nhà nhỏ dưới đáy vực bọn ta từng ở sao? Lão tiên sinh, cứu mạng. Hứa với ta vĩnh viễn đừng rời xa ta. Tiêu Kỳ Chi. Tiêu Kỳ Chi. Tiêu Kỳ Chi.
Tiêu Kỳ Chi. Tiêu Kỳ Chi, lâu quá không gặp. Là chàng thật sao? Tại sao chàng lại lựa chọn quay về nơi này để chuộc tội? Ta biết mình đến đây là sẽ có thể cứu nàng và cứu bản thân ta trước kia. Hôm nay cô cứu hắn, sau này liệu có hối hận không? Bây giờ ta có thể trả lời câu hỏi chàng từng hỏi ta. Ta chưa bao giờ hối hận vì đã cứu chàng. Dù bảo ta lựa chọn lại lần nữa, ta vẫn lựa chọn cứu chàng. Cảm thấy đau thì ăn một viên kẹo sẽ không thấy đau nữa. Cử chỉ này không thể giả được. Sau này ngươi lắc chuông thì ta sẽ đến.